Thành phố Hồ Chí Minh thêm 50 ca COVID-19 trưa 25 tháng 6. Thành phố Hồ Chí Minh thêm 50 ca COVID-19 liên quan đến chợ Bình Điền và Sơn Kỳ. 50 ca bệnh từ bệnh nhân 14384 đến 14433 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 30 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 9 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú, 7 ca liên quan đến điểm thu phế liệu Đề Thám, quận 1, 4 ca liên quan đến công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Sáng cùng ngày, tại thành phố này đã có thêm một trường hợp không qua khỏi là bệnh nhân 9830, bệnh nhân nam 44 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Chánh. Nguyên nhân được chẩn đoán là viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan trên bệnh nhân đái tháo đường type 2. Ngoài ra, một bệnh nhân có địa chỉ tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cũng không thể vượt qua là bệnh nhân 11456, là nữ 68 tuổi. Nguyên nhân được chẩn đoán là do viêm phổi SARS-CoV-2 nặng, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, di chứng lao phổi. Nói riêng về tình hình tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá chuỗi lây nhiễm tại chợ Bình Điền, quận 8 và liên quan đến chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú vẫn đang khá khó lường với số ca bệnh đã trên 120 người. Do đây là nơi tập trung lượng lớn người đến buôn bán, giao dịch, nên vào tối 23 tháng 6, HCDC đã ra thông báo khẩn tìm người từng đến chợ đầu mối Hóc Môn, chợ Sơn Kỳ và chợ Bình Điền. Dịch COVID-19 không thể đẩy lùi trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, nếu chúng ta nâng cao cảnh giác, cùng nhau chung tay vì cộng đồng, thì mức độ lây nhiễm sẽ giảm xuống đáng kể.